Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ngồi vào ghế của Trần Đại Quang, liệu Nguyễn Xuân Phúc có bi thảm như Đại Quang hay không. Thông thường ghế chủ tịch nước là ghế được người ta gọi là chiếc ghế dùng để ngồi chơi xơi nước. Trên danh nghĩa, chiếc ghế này xếp thứ nhì sau ghế tổng bí thư. Thế nhưng thực chất không ai trong tứ trụ muốn ngồi vào chiếc ghế này. Họ thà vào chiếc ghế xếp thứ tư là ghế chủ tịch quốc hội, chứ không muốn ngồi vào chiếc ghế vô dụng ấy. Ông Vương Đình Huệ sau khi thất thế trước ông Phạm Minh Chính trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế thủ tướng thì cũng chọn chiếc ghế chủ tịch quốc hội làm bến đỗ, chứ không thèm làm chủ tịch nước. Đây là hình ảnh đã đến lúc ông Nguyễn Phú Trọng phải nhả chiếc ghế chủ tịch nước ra. Như vậy thì chiếc ghế chủ tịch nước không ai thèm lấy, nó vô thưởng vô phạt đối với các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chưa chắc chắn là như vậy. Với con người đầy tham vọng quyền lực như ông Nguyễn Phú Trọng thì không thể nói trước được điều gì. Được biết, để nhả được chiếc ghế chủ tịch nước ra, ông Nguyễn Xuân Phúc được nhận lấy thì ông Nguyễn Phú Trọng đã đàm phán với thế lực khác để sắp xếp chiếc ghế lại, chứ không gì chắc gì ông muốn nhả. Bởi ông đã tốn rất nhiều công sức và trí lực ủ mưu rồi lên kế hoạch và phải mất đến 3 năm kế hoạch mới thành công, thì không có lý do gì ông nhường một chiếc ghế dễ dàng này. Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đột ngột qua đời vì loại virus lạ không biết từ đâu mà ra. Vậy nên không loại trừ khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ giành lại chiếc ghế này trong những năm tháng tới đây. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng là một con người làm chính trị có hạng trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, nếu so sánh ông Nguyễn Xuân Phúc với ông Trọng thì ông Phúc còn thua xa lắm. Mà trong khi đó, ông Trọng lại nắm quyền lực lớn nhất hơn ông Phúc rất nhiều. Vì thế, không hẳn số phận của Nguyễn Xuân Phúc đã yên ổn như những ông chủ tịch nước trước đây như Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Chiết, Trần Đức Lương vân vân. Ngồi cạnh con cọp rất dữ thì cũng rất bất an. Nguyễn Phú Trọng là người vừa bản lĩnh vừa tham quyền cố vị, ông Trọng sẽ là nỗi bất an của ông Phúc. Ông Nguyễn Phú Trọng đã loại được ông Trần Đại Quang, một tướng công an khét tiếng. Ông điều khiển được ông Tô Lâm cũng là một tướng công an khét tiếng, sẵn sàng làm mọi thứ để được tấn công, đặc biệt là vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức đã để lại hậu quả vô cùng to lớn với đất nước, khi nước châu Âu để ý và cẩn thận hơn với Việt Nam. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã triệt hạ được ông Nguyễn Đức Trung như lấy kẹo trong túi. Ông Nguyễn Đức Trung cũng là một tướng công an có hạng. Đấy là những thành tích vượt trội của Nguyễn Phú Trọng so với ông Nguyễn Xuân Phúc. Chưa hề có tiền lệ Tổng Bí thư kiêm Thủ tướng, nhưng Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước là mô hình mà Trung Quốc đã áp dụng từ thời Giang Trạch Dân mới lên ngà. Và tại Việt Nam, cũng chính ông Nguyễn Phú Trọng đã kiêm nhiệm cả hai chức vụ này trong hơn 2 năm trước, khi trả nó về cho người khác bây giờ. Quanh ông Nguyễn Phú Trọng có hai người rời khỏi chính trường rất khó hiểu. Thứ nhất là ông Đinh Thế Huynh, người được cho là đã bị mất trí và lui về ở ẩn. Người thứ nhì là ông Trần Đại Quang, cả hai người này đều có dính đến quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Được biết vào năm 2016, khi mà thiết kế suất đặc biệt cho chính mình và giấy thạo tin cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ giữa nhiệm kỳ và giao chiếc ghế Tổng Bí thư lại cho ông Đinh Thế Huynh. Tuy nhiên, đến giữa nhiệm kỳ thì ông Nguyễn Phú Trọng không hề nhận chiếc ghế đó, mà thay vào đó là ông Đinh Thế Huynh bị bệnh phải đi Nhật chữa bệnh và rút khỏi chính trường, nhường chiếc ghế thường trực Ban Bí thư lại cho ông Trần Quốc Vượng. Còn ông Trần Đại Quang thì đã bị nhiễm virus lạ mà chết và để lại chiếc ghế cho ông Nguyễn Phú Trọng ngồi nắm lấy. Đây là hình ảnh so với Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc còn non và xanh lắm. Vào năm 2018, khi mà ông Trần Đại Quang mới chết, thì không ai nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước ngay sau đó. Vì khi đó có rất nhiều ứng viên cho chiếc ghế này, và ai cũng nghĩ rằng với ghế quyền lực cao nhất trong tay, không đời nào ông Trọng lại tham ghế chủ tịch nước thêm nữa. Tuy nhiên sau đó cho thấy những gì mà nhiều người nghĩ đều sai hết. Ông Nguyễn Phú Trọng đã chiếm chiếc ghế mà ông Trần Đại Quang để lại. Lúc đó người dân mới hiểu về cái sự tham vọng quyền lực của Nguyễn Phú Trọng nó lớn như thế nào. Và rõ ràng với những pha đấu đá quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và rất bất ngờ thì ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi vào ghế chủ tịch nước lành ít dữ nhiều. Vào ngày 2 tháng 4, báo chí đồng loạt giật tít ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu làm chủ tịch nước. Giật tít như thế thì ông Nguyễn Xuân Phúc chắc chắn là tân chủ tịch nước rồi. Ông Nguyễn Xuân Phúc là ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ được giới thiệu
để Quốc hội bầu là chủ tịch nước. Về hình thức thì tiến lên vị trí cao hơn, nhưng thực quyền thì xem như ông Phúc bị tước hết quyền lực. Đây là hình ảnh đã đến lúc ông Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu phải thực hiện quyền lực và nhiệm vụ của mình cũng như quyền hạn thủ tướng đến khi bầu được thủ tướng mới khi Quốc hội miễn nhiệm. Đây là lần đầu tiên Quốc hội sẽ bầu một đương kim thủ tướng làm chủ tịch nước. Ngay trước đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Miễn nhiệm này hay còn gọi là bãi chức là hình thức mà sau khi luận tội các quan chức dân cử ở các nước dân chủ. Tại các nước này, nếu Tổng thống không làm gì có tội thì cứ theo hiến pháp đến ngày giờ đó thì Tổng thống sẽ thành thường dân và người kế nhiệm sẽ là Tổng thống chứ không ai bãi nhiệm Tổng thống cả. Tuy nhiên, ở các nước dân chủ là bầu cử thực sự, quốc hội thực sự. Còn ở nước cộng sản như Việt Nam thì bầu cử chỉ là giả tạo, nghĩa là chuyện bầu cử như là vở kịch và tất nhiên họ sẽ làm trò miễn nhiệm mang tính chiếu lệ như là một thủ tục trong vở kịch đó. Vậy nên họ đã diễn trò miễn nhiệm rất buồn cười đối với người dân cả nước như thế. Và dù là chiếc ghế chủ tịch nước không có thực quyền, nhưng nếu kết hợp giữa chức chủ tịch nước và tổng bí thư thì tạo ra một tổ hợp quyền lực rất lớn. Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, nó là ông Nguyễn Phú Trọng như là hổ mọc thêm lông thêm cánh. Và hổ vốn dùng chân đã đáng sợ mà hổ còn có thể bay như chim thì đáng sợ hơn bội phần. Mặc dù chỉ riêng đôi cánh ấy thì cũng không đáng sợ. Sau khi ông Trần Đại Quang từ chân vào ngày 21 tháng 9 năm 2018, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10 năm 2018. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2018 thì Quốc hội khóa 14 bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ luôn chức Chủ tịch nước. Như vậy, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 có 4 người giữ cương vị Chủ tịch nước bao gồm Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và vào ngày 5 tháng 4 sẽ có thêm một Chủ tịch nước. Trong đó, ngoài bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, 3 Chủ tịch nước còn lại đều tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Xuân Phúc đã lấy đôi cánh của Nguyễn Phú Trọng làm cho sức mạnh của ông Trọng giảm đi đáng kể. Trong khi đó, thực quyền của Nguyễn Xuân Phúc cũng còn kém xa so với trước, xem ra ông Phúc sẽ lành ít dữ nhiều. Và liệu ông Nguyễn Xuân Phúc có khả năng sẽ xảy ra như Trần Đại Quang thứ hai hay không? Công tác đốt lò của Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, nhiệm kỳ thứ ba này, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ gánh vác các nhiệm vụ nặng nề hơn mà trước mắt ông có Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải. Nếu đốn được hai nhân vật này, thì ông Trọng sẽ được thừa nhận là thế lực mạnh tuyệt đối, bất kể Phạm Minh Chính có lớn mạnh cỡ nào. Tuy nhiên, vấn đề khó là hiện giờ, ông Trọng đã là hổ không cánh. Khi ông là hổ mọc thêm cánh mà ông còn không làm gì được hai nhân vật này, thì khi ông bị tước đôi cánh, liệu ông có làm được chuyện động trời này hay không? Câu trả lời là rất khó. Khi mà ông Nguyễn Phú Trọng giữ hai chức vụ cao trong Đảng và Nhà nước, thì ông cũng chỉ bắt được Tất Thành Cang là con cá gọc nhất chứ chưa bắt được ai to hơn ông này ở miền Nam. Hiện ông Nguyễn Phú Trọng cho đem vụ án sai phạm tại Sagri, em trai ông Lê Thanh Hải ra soi xét để làm nhụt chí Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, theo đánh giá, thì việc này cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang bế tắc trong vấn đề cáo buộc ông Lê Thanh Hải, chứ nó chẳng mang được ông Lê Thanh Hải đến gần hơn với vành móng ngựa. Sai phạm khủng khiếp của Lê Thanh Hải là sai phạm ở Thủ Thiêm, chứ không phải là việc bổ nhiệm em trai và làm tổng giám đốc Sagri. Vì vậy, muốn khui được ông Lê Thanh Hải phải bắt đầu từ Tất Thành Cang. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ lành ít dữ nhiều. Nếu giả sử như trong nửa nhiệm kỳ đầu, ông Nguyễn Phú Trọng tóm được ông Lê Thanh Hải, thì ông sẽ không cần thêm chức chủ tịch nước nữa của Nguyễn Xuân Phúc làm gì. Còn nếu trong nửa nhiệm kỳ đầu mà Nguyễn Phú Trọng cứ loay hoay không hạ được ông Hải, thì rất có thể lúc đó ông Trọng cần thêm đôi cánh của Nguyễn Xuân Phúc để gia tăng thêm quyền lực. Vậy thì lúc đó cái ghế chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc không yên và rất có thể ông Phúc lại thành Trần Đại Quang thứ hai. Mọi việc đều có thể xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2021 với bản tin Ngồi vào ghế của Trần Đại Quang, liệu Nguyễn Xuân Phúc có bi thảm như Trần Đại Quang hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.
chấm đề